Heo. Heo, cứu theo cho tao. Nó sẽ né quy tao liên tục. Heo. Người anh em, ta không chết. Gần đây các bạn thường hay gặp mết ngoài đường á, thì các bạn thường hay là anh Bảy không? Các bạn quên luôn anh mết rồi, các bạn chỉ cần nhớ anh Bảy thôi. Không có ông nào mà gặp tôi ngoài đường kêu anh mết không. Giờ ra đường mấy ông gặp mấy ông toàn ơ anh Bảy. Hôm qua mới đi ăn bò nướng phố gì đó, xong rồi ăn xong rồi mấy đứa nó ra nó khoét cái tay, nó vịnh lại, nó kêu anh Bảy cho em chụp tấm hình. Tại sao không phải là anh mết cho em xin chụp tấm hình mà phải luôn là anh Bảy? Vậy lần sau khi chúng ta gặp nhau á, đừng có anh nữa. Ê, cho tấm hình mày. Nó cứ anh Bảy thôi. Anh mết làm ơn đi. Anh mết, cái kinh khủng nhất á là hôm bữa nha, đang ngồi trong một chiếc Grab luôn, đậu đèn xanh đèn đỏ, thằng kia nó đi ngang, nó nhìn vô cái cửa xe, thế nào mà nó nhìn thấy mình xong ơ anh Bảy. Đào. Bồ chơi vậy là bồ bậy. Bồ chơi như vậy là bồ bậy. Tôi nói thiệt, làm người không ai làm vậy hết trơn. Mít hết. Ra đây. Tao rờ nó về cho giết. Ơ chết. Rờ chưa học. Level 2 chưa nâng rờ cho. Mày đi trong đó mày chơi. Trời ơi, Rumble ơi là Rumble. Hay, ơi vậy cũng được. Ngón, chạy đi. Chạy đi. Ừ, vậy cũng được. Cái gì nữa vậy, sao nó ám ảnh dữ vậy? Không, sau khi mà bị sau khi mà bị con lớn nó trưởng mất máu á, thì con Rumble nó ra nó hít HP ké. Sau khi con Rumble nó hít HP ké, nó feed cho con da sùa. Nó kinh khủng thì chứ thiệt, nó phải nói là địa ngục Trần gian luôn. Anh không thể ở từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ. Heo, cứu theo cho tao. Nó sẽ né quy tao liên tục. Heo. Ừ, tao giết được nó sai rồi. Bố mày sống. Gì? Người anh em, ta không chết. Làm thấy không? Cái sai nó sẽ né rồi. Né. Anh Bảy quy. Đồ. Sao nó kỳ hả? Sao nó văng xuống đây xong rồi tự nhiên nó giật hình lên lại là làm sao? Ê, cho tôi thi đốt được không? Xem lại pha anh Bảy của đánh nhà em game trận SVD vs FFQ của anh Bảy. Trời ơi người anh em. Ta không chết. Tha thứ được không? Tôi không xem anh mất nhiều từ sau khi anh bỏ thi đấu nên nhạc không được. Anh Bảy, anh đá gãy cổ lớp đi. Không cần anh. Trời ơi, John, sao có thể đứt vô cái cháp đó được? Ôi, con nói sai vậy này đang đâu trời? Anh cách là quá xa. Rồi, mất rồi. Ô, dần clip bông.
thương đâu cũng đẹp. Người anh em, ta không chết. Hồi luôn ghi ben luôn. Anh must cho em hỏi siêu hỗ trợ SGD Sena là anh tuyển về đúng không anh mặt cười? À, anh mời về. Cái nào ra cái đó, anh thì phải lắp liếm hay là che giấu gì hết. Cái nào sự thật thì nó là sự thật thôi. Sena là anh mời về. Ba cái răng này đằng kia chí nhờ. Ê, cho nó giết bảy núi đi để bên bảy. Cho nó chết mà không đi bên chết. Không mà nó phải là con nó mạnh đâu, nó tự đánh. Mấy thằng dưới chung cư giờ sao rồi anh Musk? Nó giống như con người quen này nè. Như một con chó luôn. Ê ai! Anh mày! Anh có cần anh không? Lâu rồi y mình chưa bàn tới buổi offline nha. Amos mặt cười, em cũng muốn biết. Em cần anh. Gam vẫn cần anh. Gam vẫn cần anh. Anh bảy. Quay. Hãy cút khỏi thằng ở đây của tao. Gam cần anh. Ê, nó sống rồi đó. Nè. Trời, sao đó nó có thể lát bên đó được vậy? Trời ơi, nó chết 11 mạng. Trời ơi, ép luôn. Quá chi. But